Nếu muốn có trí huệ Trước hết hãy coi nhẹ bản ngã Quý vị bắt đầu làm từ đây Biết tôn trọng người khác Thương yêu người khác Học tập tứ đức trong hoàng nguyên quản Tùy duyên diệu dụng Thật sự học được tùy duyên diệu dụng Ba khoa trước trong Hoàng Nguyên Quảng Không thể không biết Phải lấy tiêu chuẩn này Để nhìn vũ trụ Nhìn dạng Pháp Nhìn chúng sanh Từ một thể hiện ra hai tướng Đó là y báo và chánh báo Y báo cùng tốt Chánh báo cùng tốt Đều có ba loại đặc thù một là chu biển Pháp giới Bởi vì ba loại hiện tượng Đều không rời khỏi định luật dao động này Tất cả là dao động sanh ra hiện tượng dao động này chu biện pháp giới Hết thị chúng sanh trong Pháp giới Tất cả đều nhận được tin tức này Thân thể của chúng ta Tư tưởng của chúng ta Là trạm phát dao đồng Đồng thời cũng là trạm thu nạp Hết thị chúng sanh trong mười phương dao động của họ Mỗi tế bào trong thân thị chúng ta Chấm nhỏ của sợi lông hạt bụi đều nhận được mà không chút tạp loạn mấy vị tin so với nó cũng thua xa vì sao chúng ta không cảm nhận được không cảm nhận được là cơ quan của chúng ta đang bị trục trặc chúng ta phát ra không có trục trặc bộ phận thu tin của chúng ta có trục trặc chúng ta có khởi tâm động niệm có phân biệt của chấp trước cho nên chúng ta nhận được tin tức trong mười phương không có phản ứng nếu chúng ta buông bỏ hết phiền não tập khí hồi phục thanh tịnh bình đẳng giác những tin tức nhận được mọi lúc mọi nơi hoàn toàn hiểu rõ trí huệ minh liệu thấy được dạng pháp đều không quý vị chắc chắn biết được nó là vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc cho nên tuy đối diện với tất cả pháp nhưng ở trong tất cả pháp là như như bất động đây gọi là diệu dụng rõ ràng minh liệu Như như bất động Đây gọi là diệu dụng